Và chúng ta đang đến với chương trình Đại Nhạc Hội Xuân Đón Giao Thừa 2020 được truyền trực tiếp trên đài truyền IBC TV bằng tần 14.7, 18.12 cũng như 16.12 tại miền Bắc, tới bang California. Và vươn xa tới khắp năm châu trên hệ thống radio, các apps và website ibctv.us thưa quý vị. Và thưa quý vị, có lẽ mùa xuân là thời khắc đẹp nhất trong năm, bởi vì đây là khoảnh khắc giao mùa từ mùa đông sang mùa xuân. Mùa xuân, cây cối đâm chồi nở lộc, thời tiết trở nên ấm áp hơn. Và vào mùa này, tất cả những người con, người người, nhà nhà phải mau chóng hoàn tất các công việc để trở về với người thân cùng gia đình, để mà đón thời khắc giao mùa chuyển sang năm mới. Dạ vâng, và trong khi không khí ấm áp tại hội trường của Chùa Điều Ngự ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất cảm ơn quý vị khán thính giả đồng hương xa gần đã đến với chương trình Đại hội Nhạc Hội Đón Xuân tối ngày hôm nay. Và cũng chính những thời khắc tống cựu nghìn tân này, đất trời và lòng người như hòa quyện vào nhau, tình người như rộn rã hơn, hòa cùng những cảm xúc dạt dào của mùa xuân. Tiếp nối quay trở lại với chương trình văn nghệ, chúng tôi xin kính mời quý vị chúng ta cùng đến với những giai điệu trầm ấm của bài hát Khúc Giao Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn, sẽ được trình bày cùng với tiếng hát của ca sĩ Gia Bảo và Gia Phát. Và lời đầu tiên cho Gia Phát và Gia Bảo xin gửi đến lời chào đến quý Phật tử của đài ICTV và Chùa Điều Ngự. Giao thừa đón xuân đang về với tình yêu trái đất này. Ta cùng bao người nhìn nhau ánh mắt hân hoan với bao niềm yêu thương cuộc đời. Xây trong hạnh phúc, đôi môi em anh ở cánh đào. Bên anh em nghe trong lòng hát những giai điệu tình yêu. Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới, vẫn hoa vào cùng với đất trời. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh. Xuân theo ngàn năm mới về,
Cảm ơn tiếng hát song ca rất là ngọt ngào, hòa quyện với giai điệu rất là trong sáng và thật vui tươi của ca sĩ Gia Bảo và Gia Phát, thưa quý vị.